Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học toán lớp 3, bộ sách Chân trời sáng tạo của trang web lời giải hay.com. Và trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu chủ đề 4, các số đến 100.000, bài phép cộng các số trong phạm vi 100.000. Trước hết là cô có phần hoạt động khám phá này. Đầu tiên là chúng mình sẽ thực hiện cho cô phép tính cộng. 31.421 cộng 12.515. Và chúng ta sẽ thực hiện cộng tương tự giống như phép cộng trong phạm vi 10.000. Chúng mình sẽ quan sát cùng với cô nhé. Bước đầu tiên là con sẽ đặt cho cô theo cột dọc này. Và nhớ là các số sẽ phải thẳng cột với nhau. Được chưa ạ? Rồi chúng mình cùng với cô thực hiện cộng nào. 1 cộng 5 bằng 6, viết 6. 2 cộng 1 bằng 3, viết 3. 4 cộng 5 bằng 9, viết 9. 1 cộng 2 bằng 3, viết 3. 3 cộng 1 bằng 4, viết 4. Vậy 31.421 cộng 12.515, cô được kết quả là 43.936. Để chưa nhỉ? Và đây là một phép cộng không có nhớ. Vậy còn đối với phép cộng có nhớ thì sao nhỉ? Mình sẽ quan sát cho cô vào phép cộng thứ hai nào. 39.421 cộng 12.386. Con cũng sẽ thực hiện đặt tính rồi tính tương tự như phép cộng trên. Cô có 1 cộng 5 bằng 6, viết 6. 2 cộng 8 bằng 10. Con viết 0, nhớ 1. 4 cộng 3 bằng 7. Thêm 1 vừa nhớ là bằng 8, con viết 8. 9 cộng 2 bằng 11, viết 1, nhớ 1. 3 cộng 1 bằng 4, thêm 1 vừa nhớ là bằng 5. Vậy 39.421 cộng 12.385 bằng 51.806. Rất là đơn giản đúng không nào? Bây giờ chúng mình sẽ cùng với cô chuyển sang phần hoạt động thực hành nhé. Trong phần hoạt động thực hành thì cô có một bài tập số 1 như sau. Con thực hiện đặt tính rồi tính. Bây giờ chúng mình sẽ cùng lấy giấy bút này, quan sát, lắng nghe và cùng đặt tính rồi tính với cô. Được không ạ? Phép tính đầu tiên là 28.136 cộng 30.742. Và con nhớ cho cô này, trong quá trình đặt tính rồi tính thì các số cùng hàng sẽ phải được đặt thẳng cột với nhau. Được chưa nhỉ? Rồi chúng ta sẽ cùng với cô thực hiện cộng nào. 6 cộng 2 bằng 8, viết 8. 3 cộng 4 bằng 7, viết 7. 1 cộng 7 bằng 8, viết 8. 8 cộng 0 bằng 8, viết 8. 2 cộng 3 bằng 5, viết 5. Vậy cô được kết quả là 58.878. Ý tiếp theo nào. 10.508 cộng 5.010. Nhớ là sẽ phải đặt cho cô các số cùng hàng thẳng cột với nhau. Cô có 8 cộng 0 bằng 8 này. 0 cộng 1 bằng 1. 5 cộng 0 bằng 5. 0 cộng 5 bằng 5. Và 1 ở đây chúng mình sẽ thực hiện hạ xuống cho cô. Được chưa nhỉ? Cô được kết quả là 15.518. Rồi tiếp tục với hai phép tính còn lại thì là hai phép tính có nhớ nhé. Nó sẽ chú ý cho cô một chút này. Rồi chúng ta sẽ thực hiện đặt tính rồi tính và cộng cùng với cô. Được không ạ? 7 cộng 1 bằng 8 này. 1 cộng 3 bằng 4. 5 cộng 5 bằng 10. Con viết 0, nhớ 1. 2 cộng 6 bằng 8, thêm 1 vừa nhớ là bằng 9. 6 cộng 3 bằng 9. Vậy cô được kết quả là 99.048. Ý cuối cùng là 7.712 cộng 80.854. Nhớ là con đặt các số cùng hàng thẳng cột với nhau. Được chưa ạ? Cô có 2 cộng 4 bằng 6, viết 6. 1 cộng 5 bằng 6, viết 6. 7 cộng 8 bằng 15, cô
Cô viết 5 nhớ 1. 7 cộng 0 là 7, thêm 1 vừa nhớ là 8. Hạ 8. Như vậy cô được kết quả là 88.566. Rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng với cô chuyển sang phần hoạt động luyện tập. Trong phần hoạt động luyện tập thì cô có 4 bài tập như sau. Bài tập số 1, con điền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc bằng vào các dấu hỏi chấm này. Trước hết là con sẽ phải thực hiện tính cộng tổng cho cô các số này trước, được không ạ? 80.000 cộng 800 cộng 8 thì sẽ bằng 80.808. Và số này sẽ nhỏ hơn 88.000. Được chưa nhỉ? Rồi ý B nào. 65.000 cộng 200 thì sẽ bằng 65.200. Và 60.000 cộng 5.200 sẽ bằng 65.200. Hai số này thì bằng nhau, đúng không ạ? Vì hai số này đều có các chữ số giống hệt nhau. Rồi ý C nào. 40.000 cộng 4.000, cô được kết quả bằng 44.000, đúng không? Tuy nhiên thì chúng mình có cần phải tính không nhỉ? Chúng ta không cần phải tính và chúng mình có thể thấy ngay vế bên này sẽ lớn hơn số 8.000. Bởi vì 40.000 là một số có 5 chữ số này, 8.000 là một số có 4 chữ số, thì số này đã lớn hơn 8.000 rồi. Khi mà cộng thêm 4.000 thì chắc chắn là cũng sẽ lớn hơn 8.000. Đấy chưa ạ? Tương tự ý D cũng như vậy, chúng ta không cần phải tính cộng mà chúng mình cũng có thể so sánh được ngay. Ở đây là dấu lớn hơn. Vì 33.000 là một số có 5 chữ số và chắc chắn sẽ lớn hơn một số có 4 chữ số là 3.333. Được chưa ạ? Đó là bài tập số 1. Rồi con chuyển cho cô sang bài tập số 2 nào. Mỗi số là giá trị của biểu thức nào dưới đây? Chúng mình sẽ cùng cô thực hiện tính toán trước nhé. Cô có biểu thức A nào. 3.000 cộng 5.000 cộng 7.000 thì sẽ bằng 15.000. Và cô nối với số 15.000. Được chưa? Tiếp đến là 61.000 cộng 4.100 cộng 4.900. Thế đây con sẽ có là bằng gì đây ạ? 4.100 mà cộng với 4.900 thì sẽ bằng 9.000. 61.000 cộng 9.000, cô được kết quả bằng 70.000. Và biểu thức cuối cùng là 14.000 cộng 36.000 thì sẽ bằng 50.000. Và 50.000 cộng với 50.000 bằng 100.000. Vậy cô nối với số 100.000. Rất là đơn giản, đúng nào? Rồi cô có tiếp tục là bài tập số 3. Con chọn ý trả lời đúng. A nhỏ. Bao nhiêu trừ 11.800 thì sẽ bằng 6.900. Muốn tìm số bị trừ, con sẽ lấy hiệu cộng với số trừ. Cô có 6.900 cộng với 11.800 thì sẽ bằng 18.700. Và đây con có thể tính nhầm hoặc chúng mình có thể thực hiện đặt tính rồi tính ra nháp nhé. Rồi cô chọn đáp án B. Ý B cũng tương tự như vậy. Muốn tìm số bị trừ thì con sẽ lấy hiệu cộng với số trừ. 17.350 cộng 43.050. Và cô được kết quả bằng 60.400. Đáp án C. Ý C nào. Bao nhiêu cộng với 7.000 sẽ bằng 10.000. Muốn tìm số hạng chưa biết thì con sẽ lấy tổng trừ đi số hạng kia. Như vậy con thực hiện lấy 10.000 trừ đi 7.000 và cô được kết quả bằng 3.000. Chúng mình chọn đáp án A. Ý D cũng tương tự như vậy. Muốn tìm số hạng chưa biết thì con sẽ lấy tổng trừ đi số hạng kia. 82.000 mà trừ đi 2.000 thì cô được kết quả bằng 80.000. Và chúng mình chọn đáp án B. Được chưa nào? Rồi tiếp tục cô có bài tập số 4. Một gia đình nuôi bò sữa, tháng thứ nhất bán được 17.250 lít sữa. Tháng thứ hai bán được nhiều hơn tháng thứ nhất 270 lít sữa. Hỏi cả hai tháng gia đình đó bán được bao nhiêu lít sữa?
Trước hết là cô sẽ có phần tóm tắt này. Tháng thứ nhất thì bán được 17.250 lít, đúng không? Tháng thứ hai thì lại bán được nhiều hơn tháng thứ nhất là 270 lít. Vậy để tính được tổng cả hai tháng bán được bao nhiêu thì con sẽ cần phải có hai lời giải tương ứng với hai phép tính, đúng không nào? Phép tính đầu tiên là con sẽ phải thực hiện tính được cho cô xem là tháng thứ hai gia đình đó đã bán được bao nhiêu lít sữa bằng cách lấy số lít sữa trong tháng thứ nhất cộng với 270 lít. Đúng không nào? Cô có lời giải này. Tháng thứ hai gia đình đó bán được số lít sữa là 17.250 cộng 270. Con sẽ thực hiện đặt tính và tính ra nháp cho cô nhé. Cô có 0 cộng 0 bằng 0. 5 cộng 7 bằng 12, cô viết 2 nhớ 1. 2 cộng 2 bằng 4, thêm 1 bằng 5. 7 cô hạ xuống này, 1 cô cũng hạ xuống. Vậy cô được kết quả bằng 17.520 lít. Rồi sau đó con sẽ tính được cả hai tháng gia đình đó bán được số lít sữa là, con lấy số lít sữa trong tháng thứ nhất cộng với số lít sữa trong tháng thứ hai mà chúng mình vừa tính được, 17.250 cộng với 17.520. Chúng mình cũng sẽ thực hiện đặt tính rồi tính ra nháp cho cô nhé. Rồi chúng ta sẽ thực hiện cộng cùng với cô nào. 0 cộng 0 bằng 0, 5 cộng 2 bằng 7, 2 cộng 5 bằng 7, 7 cộng 7 bằng 14, cô viết 4 nhớ 1, 1 cộng 1 bằng 2, thêm 1 vừa nhớ là bằng 3. Vậy cô được kết quả là 34.770 lít và đáp số là 34.770 lít sữa. Rồi đây cũng là bài tập cuối cùng trong tiết học ngày hôm nay. Thế tuy nhiên là trước khi kết thúc tiết học thì các bạn hãy cho cô biết trong tiết học vừa rồi thì cô trò chúng mình đã cùng nhau học được những gì nào? À, chúng ta đã cùng với cô thực hiện được các phép tính cộng các số trong phạm vi 100.000 này, so sánh được các số trong phạm vi 100.000, đúng chưa nhỉ? Như vậy là bài học của chúng mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo. Cô chào tất cả các con.